Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình là Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Rồi, đến cái video này thì mình lại hướng dẫn anh em gọi là chơi airdrop đây, được chưa? Chatbot, được chưa? Nhận 266 cái đồng token có ký hiệu là gọi là Galaxy DeFi, được chưa? Thì nó có chương trình airdrop. Đấy, thì là nó phát hành tới hẳn 1 triệu đô cơ, được chưa? Để cho anh em chiến cơ, chia. Nói chung là như thế, được chưa? Thì ai mà con này thì con khá là ngon. Thì khi mà anh em gọi là làm xong ấy thì nhận được 266 ấy thì là hai chờ anh em chờ đến 2 đến 3 ngày nhá thì tiền nó sẽ về ví, được chưa? Đấy thì tương với là rơi tầm gần 2 đô, được chưa? Tương với gần 1-2 lít nước mía, ok chưa? Thì kèo này là kèo gọi là trời long lóng về thì anh em nào thích uống nước mía ấy thì có thể làm kèo này, được chưa? Nhận một giá nó sẽ lên lên xuống xuống, được chưa? Vì 266 đồng này tổng cung nó con này là 9 triệu thôi, được chưa? Thì mình tin chắc là con này sẽ là giá nó sẽ lên 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 nữa, được chưa? Anh em có thể để đấy và để gọi là cho giá cao anh em có thể xả, ok chưa? Thì là nói có sách thì mách cũng có trứng, thì mình sẽ đây đó, nó có sách mách có trứng. Thì đây thì có thằng em thì tiền nó làm được 2 đến 3 ngày thì nó về nó gửi ảnh cho mình, được chưa? Thì tương với 2 đô đấy, được chưa? Uy tín chưa? Đấy, những cục kèo là uy tín thì mình hướng dẫn anh em thôi, được chưa? Thì con này thì là đây tổng cung 9 triệu đây. Nói chung là con này về chatbot anh em bỏ ra mất tầm 5 phút để chatbot, yêu cầu anh em phải có Telegram và Twitter, được chưa? Đơn giản vậy thôi. Thì anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nó ra cái giao diện của Yukan thích bot như vậy. Đấy thì anh em nó start cho mình thì nó xuất hiện lên là welcome to Galaxy DeFi Rob này. Đấy thì anh em có thể là nhập captcha này, 9 cộng 2 bằng 11 thì captcha này nó ví dụ như đại loại như kiểu là 10 cộng mấy bằng bao nhiêu ấy thì là nó bắt nhập captcha, thì các bạn điền đúng rồi 9 cộng 2 11 đây thì mình đã điền 11 thì nó hello luôn, được chưa? Nó ra các giao diện như vậy. Đấy, toàn giao diện như vậy thì nó bắt là anh em làm các bước như sau, được chưa? Join Telegram group cho nó, ấn vào phần đầu tiên này, phần màu xanh này, ok chưa? Thì những quả kèo gọi là chatbot về thì phần đa là anh em gọi là cũng quá hiểu rồi, được chưa? Đấy, mình thì nói sơ sơ thôi. Đấy, xong bắt đầu bước thứ hai là anh em lại join channel cho nó, join channel Telegram này. Và bước thứ ba là anh em là follow TikTok, được chưa? Tăng tag thêm 3 người bạn và hashtag là viết là sao chép từ BSC đến Binance nha. Đấy. Rồi, thì đây thì nắm anh em ấy, để khi mà anh em gọi là hashtag với tăng 3 người bạn xong ấy và anh em gọi là Twitter lại ấy. Đấy, thì là xong ấy thì anh em bấm vào next step này, được chưa? Rồi, thì nắm anh em hỏi nó không biết cách lấy gọi là link link gọi là cái liên kết ấy, khi mà anh em gọi là retweet ấy, đấy, và ta gọi là hashtag thêm 3 người bạn ấy, cái bài viết thì em quay sang Twitter cho mình, ok chưa? Mình hướng dẫn anh em gọi là lấy luôn Twitter đâu ạ. Đây thằng Twitter đây. Thì đây cứ thằng Twitter thì anh em vừa gọi là tweet ấy và tăng 3 người bạn ấy để vào viết hashtag này, BSC đến Binance này này. Đấy bốn cái như vậy, hashtag như vậy, y như vậy của mình như vậy và tăng thêm 3 người bạn như vậy là xong, bắt đầu anh em nên chia sẻ với mình. Rồi anh em có thể ấn vào phần này để cạch lối mình đang di chuột này, được chưa? Ấn vào phần đấy cho mình. Rồi, thì hiện lên là cái phần là sao chép liên kết ấy, anh em ấn vào sao chép liên kết cho mình. Ok ạ, sao chép liên kết này. Rồi anh em quay sang cái thằng gọi là chatbot này. Đấy. Thì anh em ấn vào next step nha, cho mình nha. Đó. Rồi anh em gọi là follow cái thằng Galaxy DeFi này, thì mình vừa làm mình hướng dẫn anh em gọi là follow rồi. Đấy, các bạn vừa làm rồi thì thôi, anh em chưa làm thì có thể follow, được chưa? Rồi. Khi mà xong là nó bắt nhận các bạn nhập gọi là cái Twitter ấy, username Twitter của các bạn ấy. Đấy, username thì hầu như các bạn biết rồi, mình hướng dẫn sơ qua thì username của mình là Việt Anh lại như vậy, được chưa? Rồi các bạn nhập xong thì lại ra cái giao diện như vậy, được chưa? Like retweet này thì mình làm xong rồi, thì anh em sẽ dán cái địa chỉ gọi là liên kết ấy, cái địa chỉ liên kết mình vừa hướng dẫn anh em sao chép ấy ở thằng Twitter ấy vào đây cho nó, được chưa? Đây, mình vừa dán này. Đấy. Tăng 3 người bạn ấy. Đấy, như kiểu là cái dạng status ấy. Đấy, các bạn hiểu lôm loa là như thế vậy, được chưa? Dán vào xong thì nó hiện lên cái giao diện là
nó bắt các bạn nhập địa chỉ ví BEP20 BSC, các bạn lên ví chớt này hoặc MetaMask thì các bạn tích hợp cơ. Đây là cứ ví chớt cho nên gọi là cho nên nhanh được chưa, ví chớt thì BNB ấy, smart chain ấy, thì các bạn copy cái địa chỉ ví BNB smart chain rồi các bạn dán vào đây cho mình, ok chưa? Rồi thì là khi mà dán xong ấy thì nó hiện như vậy, được chưa? Đây thì nó hiện xuống này, các bạn có thể kéo xuống này, hiện một dãy luôn. Đấy, con này thì là nó cho anh em cờ làm. Bây giờ khi anh em làm xong cờ làm xong gọi là airdrop ấy thì là anh nó cho anh em cờ làm, được chưa? Đó. Thì cứ 7 giờ. Đấy, 7 giờ mỗi ngày thì anh em gọi là vào cờ làm một lần, được chưa? Đây như các bạn thấy đây, số dư là 266 cái đồng GLX, được chưa? Nó ký hiệu là GLX tương với một gần 2 đô đây, 1,6 đô đây, được chưa? Bằng 1 lít rưỡi nước mía, khá là ngon. Rồi, thì nó ra giao diện như vậy thì anh em có thể nhìn thấy là URL link này, anh em có thể copy này, ấn giữ này, copy này. Đó, copy cái địa chỉ này để đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái đồng token GLX này, được chưa? Rồi, cái đồng này thì là nó được list trên PancakeSwap rồi. Đấy, giá đang bay, được chưa? Rồi, kết thúc video thì chào mọi người. Đấy, để cho mọi người làm. Đấy.